Chào tất cả các bạn nha. Ở đây em cần thanh lý một cái tủ nhôm mấy bạn ơi. Tủ nhôm này em để lâu quá nè. Cái nó xong nó bị hơi ố này chút xíu, nhưng mà lau lính em đang vệ sinh lau nè bạn. Tủ này có cái chăn để laptop đồ này kia hết cho anh em. Em để tủ lâu quá, em để trong kho lâu quá nó mới bị ấy đó, nhưng mà vệ sinh cái hết rồi bạn. Anh em nào mua em nhanh gọn lẹ luôn, 3 triệu ha. Nhanh gọn lẹ luôn mấy bạn ơi. Ai mua cứ hốt ủng hộ em cảm ơn nhiều luôn.